Bệnh cúm ở Hà Nội tăng mạnh, có ca phải thở máy. Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua ghi nhận tình trạng dịch cúm bùng phát mạnh trái mùa. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thống kê từ đầu năm đến ngày 17 tháng 7, thủ đô đã ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số ca mắc có xu hướng gia tăng trong 4 tháng trở lại đây, trong tháng 6 đã ghi nhận 887 trường hợp mắc, tăng 60% so với số mắc ghi nhận trong tháng 5. Theo số liệu báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tổng số bệnh nhân mắc cúm trên địa bàn Hà Nội điều trị tại bệnh viện là 252 trường hợp. Bệnh nhân ghi nhận chủ yếu ở nhóm đối tượng trẻ dưới 5 tuổi, chiếm 44,1%, tiếp đó là nhóm tuổi 18 đến 49 tuổi, chiếm 39,7%. Đáng chú ý, chỉ trong 2 tuần gần đây, đã có gần 100 bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để thăm khám do xuất hiện triệu chứng của cúm. Trong đó, có nhiều bệnh nhân đều là công nhân hoặc người nhà tại cùng một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh. Theo tiến sĩ Văn Đình Tráng, phụ trách khoa vi sinh, sinh học phân tử, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong số 100 mẫu bệnh phẩm được đưa tới khoa trong thời gian qua, có tới 60% dương tính với cúm A. Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân mắc cúm A mà Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận có trường hợp diễn biến nặng, phải thở máy. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn có ngày ghi nhận đến 20 bệnh nhân mắc cúm A, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ các năm. Để chủ động phòng bệnh cúm mùa, mọi người cần thực hiện tốt các biện pháp như đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine cúm mùa. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Người dân không nên tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng virus mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời, cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.